chào tất cả mọi người. Thì bây giờ mình đang trên đường lên Đại Nam. Hôm nay mặc đồ đẹp quá vậy anh. Anh lên chị Hằng mặc đồ hơi bén chứ. À. Mà mình ho quá mọi người ơi. Mình không biết là có bị gì không nữa. Tại vì mấy bữa trước vợ của mình F0. Rồi sáng nay mẹ mình cũng mới test hai bệnh. Mình bây giờ mình ho quá mà mình trên đường lên nhà chị Hằng là mình không biết mình có bị dính cơ COVID không nữa. Thì chắc mình phải kiếm chỗ nào mình mua cây mình test quá hả? Tới kìa. À, tới chỗ mua cây test rồi hả? Nope. Ai hốt đi mà. Rồi, em trên đường đi vậy anh ho lại nghi nghi rồi, bây giờ thử nha. Làm nha. Hả? Bữa nghe nó bất tử đúng không? Mẹ rồi. Ủa em mới biết test không? Sao cầm này đau cha? Cầm ngán vậy đó. Những mấy giọt? Ba giọt. Đâu thấy gì đâu ta? Trời ơi. Thêm giữ thêm. Rồi nó dưới một vạch là ghê chết mẹ rồi. Vậy là hai vạch đúng không? Ở dưới nổi rồi kìa. Chết anh Mimi nè anh ơi. Hai vạch rồi. Hai vạch rồi đúng không Sang? Cái gì nữa? Đó là hiện hai vạch rồi kìa. Chết rồi. Hai vạch rồi. Cho đi gì nữa? Ui. Chắc đi về quá. Bên vẫn biết ta nói mình nữa. Thôi đi lay ta tùm lum nha. Thôi về. Thì nói chị đi. Thôi chị đi. Alo chị Nhi hả? Nhi ơi, mới test là có lên hai vạch rồi, có đi xuống được không? Hả? Hai vạch đi xuống cho mọi người hả? Vậy hả? Tưởng không sợ. Chứ mới tại ho á, mới dừng lại mua vô cái chỗ mua test thử nè, tại nhà có người bị rồi. Mới gọi cho chị Nhi. Lính ruột của chị Hằng. Báo là bị hai vạch rồi, mình hỏi bây giờ xuống được hay không? Thì dưới nó bị hai vạch xuống cho lay hay gì? Hỏi đi xe. Hỏi đi xe riêng hay đi xe chung? Ví dụ giờ cho xuống anh xuống không? Xuống. Xuống. Trời anh đi xuống vậy tao sợ. Xuống lấy chở mấy bình oxy về. Để chung mình tép hai vạch rồi. Hỏi mình tưởng cái mình là bất tử rồi đó không? Chạy á, quay phim nó ho nó chạy đó. Thôi bây giờ cuốn gói đi về đi chứ sao giờ nữa. À, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe mùa dịch nha mọi người. Đeo khẩu trang vô anh. Trời đó. Bị này thì nó cũng chỉ sốt và mệt mỏi thôi chứ không gì trơn á. Ăn được ngủ được thì không nổi đó. Hôm qua quên nữa. Tối hôm qua mình đi nhậu với mười mấy đứa nữa. Mấy đứa nữa qua mình. Điều. Cái cha ngồi kế mình nói ngồi kế F0 chọc F0 hôm nay là chắc là mệt rồi đó. Để mình gọi anh báo cho mình nói cho anh biết. Báo cho mình nó biết. Để đây là tính bảo em tính bo tính bèo nha. Bảo hả? Anh bị hai bạch rồi nha. Bảo hôm qua cái đám nhậu đó, chứ tụi nó đi test hết đi nha. Ok. Rồi, ok nha. Bác tin buồn. Ờ,
rồi thôi ha, cấp cứu tới luôn, cấp cứu tới luôn. Hay quá, đáng lẽ bây giờ mình đang trên đường này bị máy quay rồi máy bóc hết trơn nè. Thôi hôm qua là nhậu 10 đứa, tay bắt mặt mừng, ôm ấp và hung hít búa là xua, giả bóng giả bê đê múa từ lưa hồng dưa chân á. Đó, hôm qua có anh đó là ảnh là ca sĩ, ca sĩ cũng có tai tiếng lắm. Rồi chung cái chọc mình đó là trời ơi, quỷ này nó bị F0 rồi, quỷ bị F0 rồi, ngồi nó có ngày lây. Chọc mình cuối cùng là bữa nay thiệt đó, nguyên đám luôn, nguyên ổ luôn, 10 đứa luôn. Nhậu ôm ấp nhau nhảy múa bê đê các kiểu. Buồn chứ, tại bữa nay chị Hằng lên chỉ bán đất, thế nào lên là chị cũng cho một mảnh đất đó, chắc chắn luôn. Chị Hằng chỉ dễ thương lắm đó, tiếc chứ mấy anh em YouTube kia lên là chắc đứa được mảnh đất. Mình không đi là mình không được mảnh đất đó. Xui ghê, xui cà na ghê. Hôm qua chỉ cái điểm nhậu qua nè, còn cái điểm nhậu qua nhậu mát lắm mọi người đó, điểm nhậu qua lý tưởng lắm, chúng chạy vô chỉ cái điểm nha. Bị cái này vô ngứa khổ khó chịu ghê, thôi anh chó luôn á. Đây quẹo đây nè, chỉ cái đó cái điểm nhậu qua. Ê mấy em nói mình là cái đô bất tử, mình không bị gì hết đây. Ủa sao nó văng lưới hết trơn rồi? Ủa nhậu trong đó qua đó mọi người ơi, bây giờ mình qua đường nha mọi người, mình qua đường nha mọi người. Rồi F1 tản ra nè, để F0 đi nè. Nói vị này nó ho như chó luôn á trời, mệt ghê. Đáng lẽ bữa nay lên đó là ngon rồi, lên là quay đất đai chị Hằng chị bán, là mình chỉ cần với cho quê hồng thôi, thấy không? Chị bán miếng 2 tỷ chỉ cho quê hồng 200 triệu được rồi, mình lên mình quay lên bán chừng vài chục miếng là mình kiếm mới vốn được rồi đó. Em làm YouTuber thì là chuyển qua cò đất đai nó ngon luôn, tiền bạc thả ra luôn, tiếc quá trời tiếc. Như ba con gái ôm lấy cu hát không nổi luôn á. Cô gái lây cu ngồi bán chim cu, bán chim cu cái bụng ừ lừ. Như bao cô gái ở lây cu ngồi bán chim cu mà không có con cu. Còn thời còn bán chim cu, hết thời ngồi bán con cu. Chị em ta cùng nhau ô ô. Rồi né đường dép không chạy nè mấy má ơi. Ủa anh Hoài hả? Em mới hai bạch nữa nè. Thiệt, mới thử hai bạch rồi. Là mình bữa nay là thôi thất bại hoàn toàn. Về tới nhà rồi. Rồi được rồi. Cảm ơn mọi người theo dõi cái clip này, về tới nhà rồi.